cựu Thủ tướng Ba Dũng sẽ trở lại chính trường, sự thật hay tin đồn. Trong và sau quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trở thành tâm điểm của mạng xã hội trong ngày đầu quốc tang 25 tháng 7. Khi đài truyền hình VTV phát sóng trực tiếp, ông Dũng xuất hiện trên màn hình với nụ cười khó hiểu, khiến công luận dậy sóng. Cựu Thủ tướng Dũng là đối thủ chính trị một thời của Tổng Trọng và là người thất bại trước ông Trọng trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Sau quốc tang, sự chú ý của công luận đổ dồn vào sự kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ Rừng Xác tại huyện Cần Giờ. Đây là một sự kiện không mấy nổi bật, nhưng đã từ lâu ông Dũng không tham gia các sự kiện tương tự. Đáng chú ý, trong lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng đứng ở vị trí trung tâm, trang trọng nhất của buổi lễ. Công luận đã có hỏi phải chăng gió đã đổi chiều và Ba Dũng đã trở lại chính trường. Theo giới phân tích quốc tế, nếu Tổng Trọng được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất khi liên tiếp làm Tổng Bí thư tới 3 nhiệm kỳ, thì cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng được xem là nhân vật quyền lực số 1 trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 12. Tuy nhiên, ông Dũng đã bị Tổng Trọng cùng phe cánh cố tình bôi nhọ, trong khi về chính danh, ông Ba Dũng chưa từng bị kỷ luật lần nào, thậm chí còn có uy tín rất cao trong Ban chấp hành Trung ương. Trước thềm Đại hội lần thứ 12, sức ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng đến Ban chấp hành Trung ương là rất lớn. Ngoài ra, ông Dũng có quan hệ rất tốt với chính quyền các địa phương và ông cũng có ưu thế đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Cũng cần phải thừa nhận rằng ông Ba Dũng là người Nam Bộ với tính cách phóng khoáng và tin tưởng đàn em. Do đó, ông đã biến các doanh nghiệp nhà nước thành những quả đấm thép, mà vụ Vinashin là một ví dụ điển hình. Chỉ trong vòng 4 năm đầu tư tràn lan thiếu quản lý, chỉ riêng tập đoàn Vinashin đã làm thất thoát của nhà nước khoảng 4 tỷ đô la. Đây cũng là lý do chính để Tổng Trọng và phe cánh lấy cớ rằng ông Dũng là lãnh đạo vô trách nhiệm, luôn phớt lờ các chỉ thị của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là một người thực dụng, hầu như không quan tâm về cái gọi là chủ nghĩa cộng sản như ông Trọng. Ông Dũng còn tỏ ra là nhân vật thân phương Tây và chống Trung Quốc. Trong sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh hải Việt Nam trái phép vào tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Dũng đã tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị Việt Vông. Tuyên bố này đã khiến Tổng Trọng và ban lãnh đạo Bắc Kinh căm tức. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định chính những đổi mới và xích lại gần Mỹ của ông Dũng đã khiến cho rất nhiều người trong Trung ương Đảng e ngại, và đó là lý do khiến ông bị đánh bật khỏi chính trường. Có ý kiến cho rằng cựu Thủ tướng Dũng sẽ trở lại chính trường để tập hợp và dẫn dắt liên minh chống lại Chủ tịch Tô Lâm. Đây có lẽ là một nhận định thiếu chính xác. Dẫu rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là một tay chân thân tín của Ba Dũng, do Ba Dũng dựng lên, nhưng Tô Lâm cũng là một đệ tử thân cận của Ba Dũng. Đến nay, Tô Lâm vẫn còn nặng ân nghĩa với tướng Nguyễn Văn Hưởng, một nạn nhân của Tổng Trọng và là người thân cận với Ba Dũng. Việc Tô Lâm mới đây xử lý 7 phút để rửa hận cho tướng Hưởng đã cho thấy điều đó. Những điều vừa kể trên có liên quan gì đến câu hỏi liệu có phải bóng ma thế lực bẫy đang trở lại hay không? Trong một lần ngồi cùng nhóm sĩ quan quân khu 9, ông Dũng từng tuyên bố nếu có vấn đề gì thì tao sẽ quay lại. Điều này cho thấy Ba Dũng chưa từ bỏ ý định tiếp tục tham gia chính trường sau Đại hội 12, nhưng đó là câu chuyện của gần 10 năm về trước. Năm nay, ông Dũng đã 75 tuổi, khó có thể đảm nhận được trọng trách cao nhất. Hơn nữa, ông Dũng không phải là kẻ có tham vọng quyền lực như ông Tổng Trọng. Do đó, khó có khả năng ông Ba Dũng sẽ trở lại chính trường một lần nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cựu Thủ tướng Ba Dũng sẽ trở lại chính trường. Sự thật hay tin đồn? Tô Lâm khó chiến thắng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Nhiều động thái gần đây cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm đang tìm cách loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư. Đó là biểu hiện về sự thất thế của Tô Lâm trước Thủ tướng Phạm Minh Chính, dù ông đã trở thành người tạm nắm quyền Tổng Bí thư. Theo giới thạo tin, tại thời điểm hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn trước Tô Lâm với tỷ lệ rất sát 51/49. Ông Tô Lâm đang có chính sách siết chặt quyền của người dân và gia tăng làm lợi cho ngành công an. Việc tăng cường lực lượng an ninh cơ sở hay cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được hưởng đến 70% tiền phạt người dân là những minh chứng cụ thể nhất. Có nhiều lý do khiến cho Tô Lâm khó có thể vượt qua được Thủ tướng Phạm Minh Chính để giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Thứ nhất là mối quan hệ của ban lãnh đạo Bắc Kinh đối với ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính. Ngay sau khi nhà nước Việt Nam công bố tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời,
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để thắp hương tưởng niệm. Sau đó, ông Tập đã cử ông Vương Hữu Ninh, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Trung Quốc đến Hà Nội để dự quốc tang của Tổng Trọng. Một nội dung quan trọng hơn mà ông Vương Hữu Ninh sẽ thảo luận với ban lãnh đạo Việt Nam đó là về nhân sự thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mất. Chưa rõ lựa chọn của Bắc Kinh là Tô Lâm hay Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là có lợi thế hơn Tô Lâm vì từ khi ông Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông đã được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm sẵn. Thứ nhì, ông Chính nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ của đa số giới chức, tướng lĩnh quân đội và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thứ ba, tại hội nghị Trung ương tới đây, dù là hội nghị thường niên hay bất thường thì Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết chính thức đề cử ra lãnh đạo kế nhiệm chức Tổng Bí thư. Đây là nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, lấy sự đồng thuận của số đông trong Đảng. Đây cũng là khó khăn rất lớn với ứng viên Tô Lâm. Để vươn tới ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14, Tô Lâm phải vượt qua rất nhiều cửa ải. Ông phải nhận được đa số phiếu từ hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội lần thứ 14 để được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương mới. Sau đó, ông phải được Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 bầu vào Bộ Chính trị. Cuối cùng, Tô Lâm phải được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trung khóa mới chính thức bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Ông Tô Lâm hiện là lãnh đạo có quyền lực rất lớn trong Đảng. Ông có quyền uy với đa số lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bởi trong tay ông và Bộ Công an có một tàng thư tập hợp các vết chàm của tất cả các lãnh đạo cấp cao từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu kiến tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương là điều mà Tô Lâm không thể kiểm soát được. Kết quả kiểm phiếu cũng được công bố ngay lập tức. Khi đó, Tô Lâm sẽ trở tay không kịp. Chủ tịch Tô Lâm hiện đã trở thành người tạm quyền Tổng Bí thư. Điều này mang lại những lợi thế nhất định trong cuộc chạy đua cho chức Tổng Bí thư và cũng là cơ hội để ông đưa người của mình vào các vị trí trong Bộ Chính trị, các nơi đang còn trống khác để mà tăng cường sức mạnh cho phe Hưng Yên của chính ông. Từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 còn 16 tháng, đây là thời gian đủ dài để các phe trong Đảng tìm mọi cách làm chủ tình thế với mục đích tranh giành chiếc ghế quyền lực nhất trong Đảng. Tô Đại ra tay diệt Thủ tướng nhưng phải dè chừng phản ứng từ phe quân đội. Ngay sau khi Tổng Trọng qua đời, giới phân tích quốc tế khẳng định diễn biến chính trường Việt Nam sẽ còn phức tạp và quyết liệt hơn trước rất nhiều. Nguyên nhân vì trung tâm hòa giải Long Trọng không còn nữa, khiến các phe cánh trong Đảng sẽ quyết chiến một phen, một mất một còn. Các nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo .de biết rằng cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư đã trở lại ngay sau khi kết thúc quốc tang của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, có khả năng cao Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký sẽ bị Ký khởi tố và bắt giam nhằm tạo sức ép buộc Thủ tướng Phạm Minh Chính phải bỏ cuộc đua giữa chừng. Nguồn tin nội bộ cũng cho biết Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã bị triệu tập về Bộ Công an ở Hà Nội để làm việc. Đây được cho là kết quả của kế hoạch từ tháng 8 năm 2022. Tô Lâm đã đưa Giám đốc Công an tỉnh An Giang là ông Đinh Văn Nơi ra Bắc giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh với nhiệm vụ tìm ra sai phạm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến thời kỳ ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Nếu ông Nguyễn Xuân Ký phải vào lò trong thời gian tới đây, thì tương lai chính trị của ông Chính cũng sẽ bị đe dọa, nhất là tại thời điểm hiện nay khi ông Chính đã có uy tín với giới tướng lĩnh quân đội cũng như lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Nội bộ cấp cao của Đảng từ đầu năm cho đến nay có những thay đổi khá lớn mà giới quan sát gọi là địa chấn chính trường. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là kế nhiệm Tổng Trọng giữ chức Tổng Bí thư thì vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Chủ tịch nước Tô Lâm hiện chỉ là người tạm quyền Tổng Bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Được biết cả Tô Lâm và Phạm Minh Chính đều là hai ứng viên hàng đầu giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Đồng thời cả hai đều là đàn em của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thông thường ai là trưởng ban tang lễ thì đó sẽ là người kế vị. Việc Tô Lâm là trưởng ban tang lễ là việc đương nhiên. Nhưng tại sao trưởng ban tổ chức lễ tang lại là Đại tướng Lương Cường, thường trực ban bí thư, chứ không phải là một phó thủ tướng như theo quy định? Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe tướng lĩnh quân đội đang bắt tay nhau để tìm cách cân bằng và điều chỉnh quyền lực của Chủ tịch Tô Lâm. Cuộc chiến đấu quyền lực giữa phe quân đội và phe công an đã bắt đầu. Việc Tô Lâm phải chủ động khai hỏa tấn công Thủ tướng Phạm Minh Chính là điều bắt buộc và là phản ứng cần thiết. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hành động của Tô Lâm sẽ lợi bất
cập hại, thậm chí mất nhiều hơn được. Lý do là khác với các lãnh đạo thuộc khối dân sự, dưới lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù, có hệ thống tư pháp riêng nên ông Tô Lâm và Bộ Công an không thể đụng tới. Việc Tô Lâm chủ động tìm cách loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn là một đồng minh càng khẳng định điều công luận lâu nay vẫn cho rằng Tô Lâm là một kẻ vì tham vọng quyền lực cá nhân, sẵn sàng thanh trừng bất kỳ đồng chí nào trong đảng. Tô Lâm đã đừng quên dưới tướng lĩnh quân đội là lực lượng duy nhất có thể kiềm chế và điều chỉnh nạn tham nhũng quyền lực của Chủ tịch nước. Điều đó sẽ kích hoạt việc Bộ Quốc phòng lật lại hồ sơ để thanh tra tập đoàn Xuân Cầu Holding của ông Tô Dũng. Sai phạm của tập đoàn Xuân Cầu là liên danh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội chiếm dụng hàng chục hecta đất ở khu vực Đài Phát Thanh Mễ Trì và thủ đô Hà Nội. Dường như có nhiều chỉ dấu cho thấy điều đó đã buộc Tô Lâm phải khởi động sớm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm ra tay diệt Thủ tướng nhưng phải dè chừng phản ứng từ phe quân đội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.